các bạn các chị. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda Way RS-X. Xe Way RS-X này em nó có màu đỏ đen, tối màu đỏ đen. Way RS-X này thì chạy thì nó rất là bền nha các bạn. Xe một chiếc xe phổ thông, nó chạy nó rất là bền. Và máy này nó được nghiêm chỉnh, nồi động cối đá, máy chạy ngon. Em này mang biển số là 59E118621. Còn với chiếc xe Honda Way RS-X này còn khá là liền lạc, sạch sẽ, đẹp này. Thì với cái chiếc này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu. 10 triệu các bạn, 10 triệu cho chiếc xe Honda Way RS-X. Chủ bao nhiêu giấy xe cầm bảo, bao nhiêu con lét chắc như thế này.